Tháng 9, công ty cổ phần phân bón Bình Điền đến thăm tặng quà trung thu cho các em nhỏ ở Bon Rong Phe, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long. Theo đó, 200 suất quà gồm bánh kẹo, đèn trung thu trị giá mỗi suất 200.000 đồng đã được đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng đến các em nhỏ với mong muốn các em có được niềm vui đầm ấm trong dịp Tết Trung thu năm nay. Tuy giá trị quà tặng không lớn nhưng phần nào đã động viên các em trong cuộc sống cũng như cố gắng trong học tập. Được biết, nguồn kinh phí tặng quà cho các em được trích từ nguồn quỹ phúc lợi an sinh xã hội hàng năm của công ty. Và đây cũng là hoạt động thường niên được công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng cho các cháu tại Bon.